Tháng 10 ạ, em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Khôi Nguyên, là chuyên viên phân tích đầu tư của phòng của Trung tâm Tư vấn Đầu tư ở VnDirect. Và đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay là anh Nguyễn Trung Du, là trưởng phòng khối quản lý tài sản cũng của VnDirect, sẽ là chuyên gia giúp chúng ta giải đáp những câu hỏi cũng như là những thắc mắc của nhà đầu tư về những cái cơ hội đầu tư trên thị trường hiện nay, và cũng giúp chúng ta phân tích những diễn biến của thị trường, ví dụ như phiên hôm nay hay là xu hướng của một số cổ phiếu hay là ngành nghề. Trước khi được bắt đầu chương trình, em xin giới thiệu khóa học DeGo DeTrade của VnDirect sẽ giúp các nhà đầu tư có thể nâng cao khả năng phân tích những cái cơ hội đầu tư của mình trên thị trường, cũng như là tìm những cơ hội có hiệu suất đầu tư cao hơn. Và khóa học này sẽ coaching trong vòng 2 tháng và các nhà đầu tư sẽ có thể nhận được chứng chỉ đào tạo Trader Pro. Khóa học đã bắt đầu khai giảng từ ngày 13 tháng 10 và các anh chị có thể đăng ký theo đường link em sẽ để ở trong phần chat ở trên The Academy của VnDirect ạ. Như thường lệ thì chương trình của chúng ta là sẽ bao gồm có 3 phần. Phần thứ nhất sẽ là điểm qua diễn biến của thị trường ngày hôm nay, phiên 19 tháng 10. Phần thứ hai sẽ là phần ý kiến của chuyên gia về diễn biến của thị trường cũng như là xu hướng của một số nhóm ngành đến từ anh Du. Và phần cuối cùng của chương trình sẽ là phần hỏi đáp với chuyên gia. Em xin bắt đầu phần đầu tiên của chương trình ngày hôm nay với phần phân tích diễn biến của thị trường ngày 19 tháng 10. Thì như các anh chị có thể thấy ở trên màn hình của em ở đây, VN-Index hôm nay tiếp tục giao dịch ở trong biên độ hẹp quanh vùng 1.388 đến vùng 1.400. Và chúng ta thấy là cái xu hướng này đã tiếp diễn từ ngày 12 tháng 10 cho đến hôm nay rồi. Nếu chúng ta nhìn kỹ theo biểu đồ nến ở trên này thì chúng ta có thể thấy là thân nến càng ngày càng nhỏ dần, để cho thấy là cái sự giằng co của các nhà đầu tư, của cả bên bán bên mua trong thị trường hiện nay. Chúng ta có thể thấy là bức nến trên rất là cao và bức nến dưới cũng rất là dài, để thấy được là cái sự giằng co này nó đã diễn ra hơn khoảng khoảng hơn một tuần trở lại đây rồi. Và chúng ta thấy là cái xu hướng này sẽ còn tiếp diễn trong cái thời gian tới, khi mà dòng tiền vẫn chưa thực sự chảy vào các cổ phiếu vốn hóa lớn để dẫn dắt chỉ số. Nếu chúng ta nhìn cụ thể ở đây theo biểu đồ giờ của VN Index thì chúng ta có thể thấy phiên ngày hôm nay bắt đầu mở cửa là một mức giảm điểm khá là mạnh của VN Index, khi đã có lúc giảm về đến mức 1.388 điểm, là gần chạm với cái mức hỗ trợ của cái hộp VN Index đang giao dịch trong khoảng một tuần trở lại đây. Nhưng sau đấy thì đến 10 giờ sáng là bên mua đã bắt đầu chiếm ưu thế lại, và xu hướng đã tiếp diễn đến 11 giờ khi Index đã có lúc tăng điểm lên đến 1.399 điểm, là gần tiệm cận đến cái mức 1.400, cũng là cái mức kháng cự rất là mạnh diễn ra trong gần đây của VN Index. Mặc dù vậy thì đến buổi chiều sau khi kết thúc giờ nghỉ trưa thì xu hướng bán đã chiếm ưu thế và đẩy chỉ số của chúng ta xuống còn có 1.392 điểm, cho đến khi đến phiên ATC là chỉ số được kéo lại lên 1.395 điểm. Và kết thúc phiên ngày hôm nay thì VN Index giảm 0,20 điểm so với cả hôm qua, và thanh khoản của phiên là 20.000 tỷ, cũng là thanh khoản thấp hơn hôm qua một chút. Cụ thể hơn thì nếu chúng ta nhìn vào đồ thị Market Watch ở đây thì chúng ta sẽ thấy được cái diễn biến của Index ngày hôm nay. Như các anh chị có thể thấy ở đây, trong nhóm dẫn dắt thị trường thì cái đà tăng điểm lớn nhất là đến từ cổ phiếu BIDV. Hôm nay là một phiên tăng điểm nói chung khá là tốt của các ngân hàng quốc danh như là BIDV hay là Vietcombank. Ngoài ra thì cổ phiếu bất động sản Vinhomes cũng đóng góp khá là tốt vào đà tăng của VN-Index, hay là cổ phiếu Vietjet. Ở chiều ngược lại thì cổ phiếu Gas là một cổ phiếu đã tăng khá là mạnh trong thời gian gần đây, lại đóng góp vào mức giảm của VN-Index. Ngoài ra còn có Hòa Phát, Masan, GVR và Sacombank. Nếu các anh chị nhìn vào thanh khoản ở đây thì chúng ta có thể thấy ở trên sàn HOSE giá trị giao dịch hôm nay chỉ đạt 18.440 tỷ, là giảm so với cả phiên hôm trước khá là nhiều. Và nếu chúng ta nhìn vào độ rộng thị trường thì mặc dù là buổi sáng chúng ta có một cái cú giảm điểm khá là mạnh của index xuống mức 1.388 điểm được phản ánh, nếu mà chúng ta nhìn vào độ rộng thị trường ở đây, chúng ta có thể thấy là số mã tăng điểm là chỉ chiếm 30%, trong khi số mã tham chiếu là chiếm đến 14% và số mã giảm điểm là chiếm đến 55%. Thì đến lúc phiên sáng, lúc chỉ số đã tăng lên đến 1.399 điểm thì chúng ta có thể thấy ở đây là mặc dù là chỉ số là đã có xanh nhưng mà số mã ở trên sàn thì không được xanh như vậy. Chúng ta có thể thấy là mức tăng lớn nhất
của các số mã index trên thị trường chỉ đạt được đến 44% thôi. Còn chủ yếu thị trường ngày hôm nay vẫn là các mã đỏ, các mã giảm điểm và các mã tham chiếu ạ. Nếu chúng ta nhìn vào bản đồ khối ngoại thì hôm nay chúng ta thể thấy là khối ngoại bán ròng gần 500 tỷ. Chủ yếu là bán ở cổ phiếu Hòa Phát khi mà khối ngoại đã bán ròng 129 tỷ trong ngày hôm nay. Ngoài ra một số cổ phiếu khác bị bán nhiều đó là Vinamilk, Vinhome, MB Bank hay là SSI. Ở chiều mua thì khối ngoại hôm nay mua vào nhiều nhất đó là Vinamilk. Hòa Phát khối ngoại cũng mua vào nhưng lực mua không đủ để Hòa Phát có thể đổi được cái tình thế bị bán ròng ngày hôm nay. Ngoài ra khối ngoại cũng mua khá nhiều cổ phiếu MB, cổ phiếu Công Thương và cổ phiếu Đạm Cà Mau. Bước sang VN30, phân tích một chút về VN30 thì chúng ta sẽ có thể thấy ở đây VN30 như là một cái phản ánh của index, khi mà chúng ta thấy là cái biên độ giao dịch của VN30 cũng rất là hẹp. Nếu chúng ta nhìn ở đây thì chúng ta có thể thấy là trong bắt đầu từ ngày 12 tháng 10 là VN30 là giao dịch trong cái biên độ 1.500 điểm đến quanh cái vùng 1.517-18 điểm ở đây. Và cái biên độ này càng ngày càng nhỏ hơn ở đây. Nếu chúng ta nhìn cụ thể vào bảng giá, chúng ta có thể thấy là hôm nay VN30 là một phiên giảm 3,30 điểm và thanh khoản là chỉ đạt có 7.800 tỷ thôi, khá là ít nếu chúng ta so sánh với tỷ trọng của VN Index ngày hôm nay 20.000 tỷ. Việc này cho thấy cái việc gì? Đó là dòng tiền vẫn chưa quay trở lại các cổ phiếu vốn hóa lớn, vẫn chưa có một dòng tiền thật sự quay về để dẫn dắt chỉ số cổ phiếu. Và dòng tiền hiện nay thì vẫn đang ở các nhóm mid cap hoặc là các nhóm small cap, còn nhóm big cap thì hầu như là chúng ta chưa có cái sự thu hút lớn đối với các nhà đầu tư để vào các, ví dụ như là vào các cổ phiếu blue chip để có thể dẫn dắt được chỉ số VN30. Nếu chúng ta nhìn kỹ vào VN30 thì hôm nay chúng ta sẽ thấy cổ phiếu tăng điểm tốt nhất đó là cổ phiếu Bảo Việt. BVH là tăng 3%, đóng cửa mức 61.4, là một phiên khá là tích cực của BVH. Thanh khoản của BVH hôm nay cũng đã vượt trên trung bình khi đạt hơn 2 triệu cổ phiếu. Ngoài ra thì Vietjet chúng ta cũng có thể thấy là hôm nay cũng có một phiên tăng điểm khá là tốt, tăng lên mức 135, tăng 3% trong phiên. Ở chiều ngược lại thì như em đã nói, khi chúng ta nhìn ở cái nhóm dẫn dắt thị trường thì chúng ta có thể thấy là Sacombank hay là Gas, giá các cổ phiếu giảm điểm khá là mạnh, giảm điểm khá là tương đối ngày hôm nay. Ngoài ra thì một số cổ phiếu khác giảm điểm như là cổ phiếu VRE hay là cổ phiếu Masan. Nếu chúng ta nhìn theo các nhóm ngành cụ thể ở đây thì chúng ta có thể thấy là nhóm ngân hàng ngày hôm nay là có một số mã tăng, chủ yếu là đến các ngân hàng quốc doanh là hôm nay tăng khá là tốt. Ví dụ như BIDV là tăng 1,9% lên 40.05, hay là Công Thương tăng lên 30.3, hay là Vietcombank là tăng lên mức 96.4. Ở chiều ngược lại thì một số ngân hàng tư nhân là có xu hướng giảm điểm ngày hôm nay, ví dụ như là HD Bank giảm 1%, hay là MB, Techcombank hay là TPBank đều giảm điểm. Nhóm dẫn dắt chỉ số thứ hai đó là nhóm Vingroup thì hôm nay chúng ta có thể thấy là có Vinhome giảm tăng khá là tốt. Mặc dù vậy thì cổ phiếu của VIC, cổ phiếu Vingroup và cổ phiếu VRE là giảm. Và nhóm cuối cùng là nhóm thực phẩm đồ uống thì hôm nay chúng ta có thể thấy là Vinamilk có một mức tăng nhẹ lên 90.3. Trong khi đó Sabeco giảm về 158.5 và Masan cũng giảm xuống 141. Vừa rồi là phần điểm qua diễn biến thị trường ngày hôm nay của em ạ. Thì em cũng xin được nhường lại phần phân tích cho anh Du ạ. Xin mời anh Du ạ. Quan điểm về thị trường của Du thì cũng không có nhiều thay đổi so với lại những cái lần gặp gỡ các anh chị trong các buổi gần đây. Tức là mình vẫn giữ quan điểm rất là lạc quan về cái triển vọng thị trường từ nay đến cuối năm, với cái kịch bản về mặt lý thuyết là sẽ đi lên vùng 1.525-1.530, tức là sẽ vượt lại đỉnh cũ của tháng 6. Thì diễn biến trong 6 phiên vừa qua thì nó hoàn toàn bình thường thôi. Đó là cái trạng thái đi ngang sau khi đã tăng tốt 2 tuần, nó chưa có gì tiêu cực cả. Mọi người thấy là nếu mà nhìn theo cái giai đoạn tháng 3 thì còn gặp cảnh hơn, tức là nó có những cái phiên bị dội lại rất là mạnh, có nhiều nhịp bị dội lại, có đến 2 nhịp bị dội lại rất là mạnh, sau đấy nó mới vượt được đỉnh và nó kéo dài mất khoảng 1 tháng. Thì đợt này nếu mà tích lũy tốt thì nó có thể nó vượt đỉnh sớm hơn và nó có thể nhẹ nhàng hơn, tại vì cái hệ thống bây giờ nó không bị nghẽn như ngày xưa nữa, và thứ hai nó đã có cái quá trình tích lũy tương đối dài từ tháng 7 đến giờ, cuối tháng 6 đến giờ, thật ra là
cái áp lực tích lũy lại ở phiên đợt sát đỉnh thì nó vẫn xảy ra thôi, mà nó không quá mạnh như đợt trước và nó chưa chưa bị các cú dội lại. Thì cái diễn biến như mấy phiên gần đây, cái dù thấy là nó vẫn là tích cực rồi, tức là tỷ số thì đi ngang, diễn biến thì thường phiên chiều thì hay là phiên áp lực nhất, phiên sáng thì thường là cân bằng, phiên chiều áp lực một chút, như hôm nay cuối giờ chiều cũng tương đối áp lực, nhưng mà cuối phiên thì trường lại cân bằng. Đấy, thấy là cái việc nâng đỡ thị trường dòng tiền lớn vẫn rất là tốt. Và phiên 30 nó cũng diễn biến tương tự thôi, tức là nó cũng là trạng thái sideways ở cái trước cái vùng kháng cự thôi. Thì thường chỉ số nó dừng trước cái vùng kháng cự để nó lấy đà, thì cá nhân dung nghĩ là nó sẽ là cái cơ hội để vượt đỉnh nó sẽ càng tăng. Tại vì nếu như nó cố tiến đến kháng cự sớm mà nó không có sự chuẩn bị về nội lực thì nó có thể có những cú dội ngược lại rất là mạnh, và nó khiến cho thị trường có cái rủi ro tạo hai đỉnh lớn ấy. Còn hiện tại nó tích lũy như này thì cái xác suất vượt đỉnh vẫn còn nguyên và nó cũng chưa có gì rủi ro cả. Thì cái thanh khoản này nó hơi sụt giảm một chút thôi, tại vì mình nghĩ cũng hợp lý thôi, khi mà trong các T cộng gần đây thì số lượng cổ phiếu tăng giá nó cũng bớt đi, và thứ hai là cái mức tăng giá nó ít dần ấy. Thì có thể cái dòng tiền đầu cơ T cộng thì cũng bắt đầu cảm thấy hơi khó nhằn trong cái việc mà chết đinh T3 T5 ấy, thì họ có thể tạm dừng hoạt động lại để họ quan sát, nên khiến cái thanh khoản thế này nó hơi chững lại. Còn nhìn trong nội tại thị trường thì nó vẫn hóa rất là tốt, nó vẫn thường là duy trì được 40-50% trong cổ phiếu tăng giá, thì đấy là cái vận động rất là tích cực trong cái giai đoạn thị trường đang ở trước kháng cự. Ta sẽ đi qua một số cổ phiếu quan trọng trong phiên dịch hôm nay thôi. Thì hôm nay cái dù thấy là nhóm ngành bảo hiểm tăng rất là tốt này, hay những cổ phiếu ngành bảo hiểm như BVH hay là PVI tăng rất là tốt. Và cái trạng thái của những cổ phiếu ngành bảo hiểm thì chỉ có BVH thì là đuối thôi, tức là nó đang ở trạng thái tiêu cực hơn so với ngành thôi. Còn hầu hết những cổ phiếu ngành bảo hiểm ở những cổ phiếu nhỏ thì đều tăng rất là tốt. PVI vẫn là một cái trạng thái đi lên từ mấy năm nay rồi, ngay cả cái đợt giảm năm ngoái đến giờ nó vẫn là đi lên rất là mạnh. Thì BVH thì nó yếu hơn nào, và nó hoàn toàn có thể vượt đỉnh để tăng tiếp. Cái trạng thái này có lẽ phù hợp cho những ai đầu tư hơn, tại vì cái cách trading của nó với những nhịp tăng rất là ngắn, tăng 2-3 phiên là bị dội ngược lại, nên ra nó không phù hợp cho trading lắm. Rất nhiều cái trạng thái nhỏ nhỏ khác như MIG, bảo hiểm quân đội này, rồi DMI này, hay BIC cũng rất là tích cực, nó cũng đã chớm vượt đỉnh của nó đi lên tiếp. Ngoài ra hôm nay các cổ phiếu ngành phân đạm thì vẫn tích cực. Hôm qua nó bị một phiên bán mạnh của đạm Cà Mau, nhưng mà hôm nay thì đạm Phú Mỹ rất là khỏe, và chính đạm Phú Mỹ tăng tốt kéo ngược đạm Cà Mau đi hồi phục lại cuối phiên. Thì trạng thái của đạm Phú Mỹ hiện tại vẫn rất là ổn, còn trạng thái của đạm Cà Mau thì nó đuối hơn một chút, vì ít ra nó đã tạm cái vùng kháng cự ở vùng 33.3 mấy hôm nay vượt được, và cái phiên dội lại ngày hôm qua khối lượng tương đối lớn, chúng ta là phải quan sát 1-2 phiên tới, nếu không vượt được thì nên chốt lời hết, nếu không vượt được vùng 33.3. Còn nhìn chung thì các cổ phiếu ngành chứng khoán thì hôm nay có một phiên nỗ lực vượt đỉnh cũng tương đối hụt hẫng, nhất là với VCI đúng không ạ. VCI hôm nay có một phiên tăng rất là mạnh trong phiên, có những lúc vượt đỉnh rồi, tức là lên đến tận giá cao nhất là 66.6, vượt cái đỉnh vùng 65.5 lên 66 vào tháng 8 tháng 9, cuối cùng là bị dội ngược lại và nó cũng chưa chưa vượt hẳn. Cái trạng thái nhìn chung của các cổ phiếu ngành chứng khoán hôm nay là giống nhau, là bị hưng phấn ở phiên sáng và chiều bị dội ngược lại, nhưng mà cái mức dội lại nó không quá mạnh, nó vẫn đóng cửa mức xanh ấy, thì nó cho thấy là cầu vẫn tương đối tốt và cung cũng không không áp lực bán đuổi, người ta chỉ bán khi mà giá còn xanh thôi, còn khi giá lùi về tham chiếu là người ta sẽ dừng bán, thì đấy cũng là một cái tín hiệu mà nó cũng không quá tiêu cực. Thì vẫn là cái trạng thái tích cực nhất là của VCI từ đến VND thôi, nhưng mà xét trong những cổ phiếu vốn hóa lớn của ngành chứng khoán ấy. Còn SSI, HCM thì nó hơi đuối. Nhóm phiếu ngành ngân hàng thì hôm nay cũng không có gì đặc biệt cả, nó vẫn là đi ngang như Tech hay là TP, nó cũng không có gì nổi trội cả trong phiên ngày hôm nay cả. Thì có trường hợp của BIDV thì nhiên là một phiên tăng mạnh thôi. BIDV nếu mà tính ra thì trong thời gian suốt từ 2020 đến giờ thì nó đang trong một cái vùng triangle thôi, với các cái đáy sau nó cao dần lên và đỉnh sau nó thấp dần xuống ấy. Thì đây là một cái mô hình tam giác cân thôi. Và hôm nay thì nó bắt đầu nó nhích lên, tại vì cũng có thể là do cái quá trình tích lũy cái vùng đáy thời gian vừa qua nó đang ổn dần ấy, thì nó đang nhích dần lên, thì nó cũng chưa tín hiệu gì mới, nhưng mà nó hơi đặc biệt, tại vì hôm nay cả các cổ phiếu ngành ngân hàng khác thì nó cũng không có gì nổi trội cả. Còn những cổ phiếu ngành cảng biển thì hôm nay cũng là một cái phiên mà cũng chưa thực sự dứt khoát. Ví dụ như với Hải An nó giống như trường hợp của VCI ấy, là nó cũng
vượt ngày hôm qua nhưng không vượt nổi và nó chững lại. Hôm nay thì nó đi ngang thôi, nó cũng cố vài lần vượt trong phiên và nó cũng không có gì đặc biệt cả. Nó không thay đổi nhiều so với mấy phiên gần đây. Trạng thái của những phiếu ngành thép thì vẫn tích cực thôi. Hòa Phát nay bị bán tương đối mạnh, và thực ra là Hòa Phát thì luôn bị nước ngoài bán mạnh, nhưng mà cái diễn biến thì nó cũng không có gì quá tệ cả, nó vẫn là trạng thái đi lên trong hai tháng trở lại đây, đúng không ạ? Nếu mà tính được cuối giữa tháng 7 đến giờ, nó vẫn là trạng thái đi lên thôi, không thì xấu cả, và đã vượt đỉnh rồi thì nó có thể là nó sẽ tích lũy lại đi lên tiếp thôi. Thì quan điểm của Jun nó vẫn là tích cực, nó chưa có gì tiêu cực với cả phiếu này cả. Cổ phiếu ngành dầu khí thì chiều của gas thì hôm nay nó cũng hơi giảm nhẹ lại một chút. Nếu mà tính theo cái mức mức ngày hôm trước ấy, nó vượt đỉnh nó chưa dứt khoát, tức là nó chạm cái vùng đỉnh khoảng 115-116 thì nó hơi cố vượt trong phiên ấy, và cuối phiên nó lùi lại. Nó giống như trường hợp của VCI hôm nay hoặc là Hải An của ngày hôm qua ấy, thì nó cho thấy là cái quyết tâm vượt đỉnh nó chưa thực sự mạnh mẽ lắm. Hôm nay nó giảm thì chưa có gì xấu cả, vì nếu mọi người nhìn thì hôm nay cũng là một phiên T3 của cái lượng hàng 110-111 về và vẫn là chốt lời thôi, không ai bị lỗ cả. Và hôm nay khối lượng bán rất là ít, đúng không? Chúng ta thấy là mà tính trong quá trình tăng của gas trong tháng qua thì cái lượng mua vào tương đối lớn và cái lượng bán ra tương đối nhỏ. Có ai đấy vẫn đang liên tục thu gom số lượng lớn, và mình cũng không biết cái kỳ vọng họ là gì, nhưng mặc dù cái kháng cự đã rất là gần rồi và cổ phiếu nó cũng không bị thoái lui mạnh, tức là người ta vẫn chưa có cái sự thỏa mãn để mà chốt lời số lượng lớn. Và cái trạng thái này hiện tại vẫn đang là tích cực thôi, mặc dù có cái kháng cự 116-115 nó hơi mệt mỏi một chút, nhưng mà nhìn theo cái diễn biến của khối lượng các phiên gần đây nó vẫn là tích cực. Cá nhân Du thì duy trì con điểm nếu mà một người có lãi thì một người nên chốt một nửa và giữ một nửa để mà phiêu lưu tiếp với cái diễn biến của gas. Còn hiện tại nó vẫn là tích cực nhưng mà nó chưa vượt được hẳn đỉnh. Trường hợp dầu khí khác thì nó không gì đặc biệt cả, như PVS thì nó vẫn là chạm đỉnh lùi lại, thì chỉ có trường hợp của BSR là đã vượt đỉnh và đang phăm phăm tiến về trước thôi. Thì nhìn chung lại thì cái diễn biến thị trường thì nó vẫn là tích cực thôi, mặc dù cái diễn biến theo phiên thì nó hơi khó chịu một chút, đúng không ạ? Nhưng mà nếu mà chúng ta chọn lọc cổ phiếu và chúng ta đi theo những cổ phiếu mà đang tăng tốt ấy, đang có xung lực mạnh thì cái việc kiếm lợi nhuận nó vẫn tốt, đúng không ạ? Và thường những dân chết đinh, nhưng nếu mà cái diễn biến thị trường mà sideways càng lâu mà có nhiều cổ phiếu phân hóa thì người ta vẫn chết đinh được, tại vì người ta sẽ kịp luân chuyển cho các nhóm ngành ấy. Thì quan điểm của tôi thị trường hiện tại nó chưa có gì cực cả, và mặc dù cái kháng cự nó khá gần ấy, nhưng mà nếu mà tích lũy thêm một vài tuần nữa thì Du nghĩ là cái xác suất vượt thì nó có thể nó sẽ xuất hiện sớm đâu. Quan trọng vẫn là chọn cổ phiếu mà mình kiên nhẫn để nắm giữ, đâu chờ đợi những thời điểm thị trường nó nổi trở lại. Thì xin chuyển sang cái phần trả lời cho các câu hỏi của anh chị. Dạ vâng, em xin cảm ơn phần nhận định thị trường vừa rồi của anh Du ạ. Trước khi mình chuyển sang cái phần hỏi đáp với cả nhà đầu tư cá nhân, thì em cũng xin phép được giới thiệu lại với cả các anh chị về cái khóa học của VN Direct, đó là cái khóa Đi Go Đi Trade, là khóa giao dịch chứng khoán, sẽ giúp các anh chị có thể nâng cao cái khả năng giao dịch của mình lên và sẽ nhận được cái chứng chỉ đào tạo Trader Pro. Sau 2 tháng học thì khóa học đã khai giảng vào ngày 13 tháng 10, thì các anh chị có thể đi theo đường link em để ở trên chat để có thể tìm hiểu thêm về khóa học và đăng ký nếu các anh chị quan tâm đến khóa học. Ngoài ra thì thời lượng chương trình ngày hôm nay của chúng ta là chỉ có 1 tiếng, kéo dài đến 5 giờ, nên em cũng xin phép để cái đường link của trung tâm tư vấn để các anh chị trong ngày hôm nay nếu chưa được giải đáp về câu hỏi, những cái thắc mắc về cơ hội đầu tư của mình thì có thể lên trung tâm tư vấn để hỏi trực tiếp trên đấy và được các chuyên gia của VN Direct trả lời cho những câu hỏi cũng như là những thắc mắc của mình ạ. Dạ vâng, bây giờ thì em xin phép được chuyển sang cái phần hỏi đáp với cả chuyên gia. Thì em xin phép được bắt đầu với cả câu hỏi của một số nhà đầu tư. Em thấy ở đây các nhà đầu tư hỏi về chiều nắm giữ của một số cổ phiếu ngành gỗ, đó là Phú Tài và Gỗ Đức Thành. Thì anh Du có thể cho quan điểm của anh với các nhà đầu tư về chiều nắm giữ cho hai cổ phiếu này không ạ? Phú Tài thực ra là cổ phiếu mà nó cũng cả ngành gỗ, cả ngành đá. Thì anh Du thấy là cái kết quả kinh doanh của Phú Tài công bố ngày hôm qua rất là tích cực, tăng trưởng cả quý 3 và tăng trưởng cả 9 tháng ấy. Nhưng mà cái diễn biến của phiên dịch hôm nay thì nó lại hơi tiêu cực. Nó là một cái phiên mà khối lượng bán tương đối lớn và cái mức giảm nó cũng không nhỏ, nó giảm đến 3,7% và đóng phiên ở mức thấp nhất ấy, đến đỏ đặc ấy. Thì có lẽ thì cái tư duy của phiên này nó sẽ giống cái tư duy là
tin ra để chốt thôi. Tại vì hôm nay tin tốt ra và người ta chốt lời khá là quyết liệt. Khối lượng cũng tương đối lớn và mức sụt giảm nó cũng không hề nhỏ. Quan điểm của Du thì cổ phiếu PTB là một cổ phiếu nó rất là tốt về mặt cơ bản. Là một cổ phiếu mà tăng trưởng rất là dài hạn trong nhiều năm qua rồi. Tức là cái tăng trưởng xong lại điều chỉnh lại tăng trưởng. Hiện tại nó đang trong một phase tăng trưởng mới nếu tính từ tháng 4 2020 đến nay, cuối tháng 3 2020. Và cái xu hướng trung hạn thì nó cũng chưa có gì tiêu cực cả. Một phiên giảm thì thực ra nó cũng chỉ là phản ánh cái xu hướng ngắn hạn thôi. Còn để thay đổi xu hướng trung hạn của Phú Tài thì còn tương đối lâu để mà thay đổi. Chứ cái sau này Phú Tài nó vỡ lại cái vùng đỉnh mà gần đây nhất mà nó mới vượt 100 và nó nằm dưới đây tương đối lâu thì nó sẽ có thể nó đảo được trend trung hạn nó thành suy giảm. Còn cái trend trung hạn thì đã rất là tích cực và nếu mà có điều chỉnh chỗ này thì nó cũng chỉ là cái cú điều chỉnh ngắn hạn thôi. Có thể là những người ta đã có lợi nhuận tốt từ cái việc mà đầu cơ từ tháng 7 đến giờ đâu đó vùng giá 84-85 ấy, bây giờ 120 người ta cũng lãi khoảng 40-50% thì có thể người ta hài lòng người ta chốt. Thì ngắn hạn thì nó hơi tiêu cực một chút so với hôm nay, tại vì cái phiên này nó không phải là phát sinh một phiên tự nhiên nó giảm mà nó đã có cái quá trình mà đi ngang trước đấy gần 2 tuần, tức là nó đã có sự cân nhắc rất kỹ lưỡng giữa bên mua bên bán, người ta đã cân nhắc rất kỹ cái quyết định mà chốt lời. Và phiên nay thì tin tốt ra người ta bán thì là cái diễn biến mà thường phổ biến ở trên thị trường chứng khoán đâu. Thì có điểm của Du thì với cổ phiếu này nếu mà các anh chị có thì nên có thể chốt thôi, tại vì cái diễn biến ngắn hạn này nó chưa thấy. Còn nếu các anh chị đầu tư trung hạn thì nó cũng chưa có điểm phải bán đâu. Nhất là sau này khi nó phải vượt cái kênh giá này đâu đó khoảng quanh giá 100 á, mình có thể cân nhắc cái việc bán á. Còn nếu mà đầu tư trung hạn thì các anh chị thấy là những cái lần nó điều chỉnh nó diễn ra rất là ngắn, đâu đó có vài tuần nó lại đi liên tiếp. Cái lần điều chỉnh lâu nhất thì là cái lần tháng 3 nó điều chỉnh đâu đó khoảng hơn một tháng. Còn nhìn chung thì cái diễn biến của nó thì rất là tốt. Còn ngắn hạn thì cái Du nghĩ là nên bán. Nó cũng tăng tương đối rồi và kết quả kinh doanh nó ra nó phản ánh cái kỳ vọng người ta đó, thì mình nên chốt lời theo cái dòng tiền lớn thôi. GIT nó chưa tín hiệu tiêu cực cả và GIT thì nó đang lại trạng thái sideways dần để đợi cái đỉnh. Thì tiếp tục nắm giữ thôi. Cổ phiếu này thì từ khi nó có những cái cũng một thói lui vỡ cái vùng hỗ trợ đâu đó khoảng 56-55 thì mình có thể cân nhắc cái việc phải thoát ra này, còn hiện tại thì cứ giữ thôi. Thì cái xác suất nó vượt đỉnh 60 nó tăng tiếp là tương đối cao ấy. Thì tiếp cả kết quả kinh doanh lẫn đồ thị thì cổ phiếu này thanh khoản hơi thấp, thế nên là giao dịch thì thường người cũng sẽ giao dịch ở số lượng nhỏ thôi. Giao dịch nhiều. Diễn biến của nó trong mấy tháng nay nó mang tính sideways nhưng mà sideways theo chiều hướng tích cực, là các cái đáy sau nó cao dần lên và các cái đỉnh sau nó đang hướng dần lên. Thì ai nắm giữ thì cũng không mệt mỏi lắm so với những cổ phiếu mà nó sideways ngang, sideways xuống thì các cổ phiếu này vẫn được. Thì xin chuyển sang câu hỏi tiếp theo. Vâng, câu hỏi tiếp theo của một số nhà đầu tư liên quan đến nhóm ngành bất động sản khu công nghiệp, cụ thể các nhà đầu tư muốn hỏi anh Du về xu hướng nắm giữ cũng như là điểm mua mới cho SSC và KBC ạ. SSC thì Du vẫn duy trì quan điểm nắm giữ đó, tại vì nó quá tích cực, nó là cổ phiếu đang đẹp nhất trong nhóm bất động sản khu công nghiệp. Và điểm mua mới thì hơi khó vì nó đang ở cái giai đoạn tăng dựng ấy. Và nó không có cái nhịp điều chỉnh thì tốt nhất là những người đang có thì nắm giữ thôi. Thường những đoạn nó tăng như này thì rất khó để mua này, tại vì mình cũng không biết là nó sẽ dừng lại đâu. Và thường nó phải có những nhịp điều chỉnh, sau đó nó vượt đỉnh đi lên thì nó sẽ là xuất hiện những cái điểm mua mới. Sau này nó sẽ có những nhịp điều chỉnh có thể diễn ra vài tuần hoặc là vài tháng, lúc đấy nó vượt đỉnh đi lên thì mới có điểm mua mới. Còn hiện tại thì không có điểm mua mới với cổ phiếu này, còn giữ thì rất là hợp lý. Cái cách đi lên của cổ phiếu nó rất là tích cực, tức là nó vừa tăng về điểm mà nó lại vừa tăng về thanh khoản. Và các cái phiên giảm thì mọi người thấy thanh khoản rất là thấp và các phiên tăng khối lượng rất là tốt. Tôi thấy là cái niềm tin mua và cất đi nó nhiều hơn là cái người chốt lời bán ra. Những cái phiên mà bị rung lắc thì bán rất là ít. Còn hầu hết là người ta mua với cái mục tiêu nâng tỷ lệ sở hữu đó. Ta tiếp tục mua và nắm giữ thì cổ phiếu này nó vẫn chưa có điểm bán. Nhất là một người cứ giữ và mình để cho lãi chạy theo thị trường và đặt một cái mức trailing stop ấy. Tức là khi nào mà từ một cái đỉnh cao nhất của nó tụt xuống 7% chẳng hạn thì người chốt lời nó tương ứng với lại một phiên sàn ấy. Thì người chấp nhận rút ra khỏi cổ phiếu. Còn hiện tại thì mình không nên đoán đỉnh nữa vì nó không có đỉnh phía trước và cứ để cho lãi nó chạy theo thị trường. Còn những trường hợp ví dụ của Kinh Bắc thì nó sẽ hơi tiêu cực. Kinh Bắc thì nó là trạng thái hai đỉnh lớn ấy, và cái cơ hội vượt đỉnh của nó trong tuần trước nó không tận dụng được, đâm ra là diễn biến trong mấy phiên gần đây nó hơi tiêu cực.
nó bị mất cái cơ hội vượt đỉnh. Cái Du thấy thì hôm nay nó là một cái phiên chạm kênh giá, nó nảy lại, khối lượng nó tương đối bé, thậm chí là nó chỉ nảy lại trong phiên thôi. Trong phiên đâu đó nó có vài lần ngoi lên xanh là 445 là cao nhất phiên này, hôm qua 438, và khối lượng thì rất là bé. Nó cho thấy là cái phản ứng ở vùng hỗ trợ như này là tương đối yếu. Hôm nay nếu mà làm một cái nến xanh mà dội ngược lên, nến xanh dài giống như các cái nến mà lần trước nó dội ngược này, thì cái xác suất nó còn tiến lên vùng đỉnh, nó thử thách lại một lần nữa thì nó sẽ cao hơn. Còn với cái việc mà nó dội về hỗ trợ, nó phản ứng như này thì có thể nó sẽ hồi nhẹ lên trong hai phiên tới, và cái vỡ kênh giá nó bắt đầu xuất hiện. Thì cái trường hợp này thì cá nhân Dung nghĩ là không nên mua, tại vì nó rõ ràng cái phía rủi ro đang cao hơn rồi. Mua giờ mình đang cầm đằng lưỡi mà cầm đằng chuôi rồi. Còn những người mà có nhiều thì quan điểm của Du như hôm trước trao đổi, thì anh chị nên tận dụng các cái nhịp hồi phục trong phiên để mình giảm tỷ trọng, mình tránh cái rủi ro cổ phiếu nó đã tạo hai đỉnh lớn và nó suy giảm. Vì hai đỉnh này cách nhau đến hơn hai quý đúng không ạ, thì đó là một cái quá trình mà đã tích lũy rất là dài rồi mà không vượt nổi, thì có thể nó có những cái cú thoái trào lại, nó tại cái rủi ro lớn nó lại nằm sát đỉnh mà đang thoái lui, không phải là cái trạng thái mà đang tiến lên để đợi đỉnh. Trong cái đấy các khối lượng ngừng bán thì nó bắt đầu quyết liệt ở các phiên trước, và khối lượng mua trở lại phiên này nó rất là yếu. Thì quan điểm của Du là nếu có thì nên canh hồi phục để giảm tỷ trọng, và nếu mà nên mua. Cổ phiếu nữa Khôi, đúng bên rồi. Dạ vâng. Tiếp theo nhóm chứng khoán, khi mà ra kết quả kinh doanh quý 3 có nhiều công ty chứng khoán có kết quả kinh doanh rất là tốt trong quý 3 vừa rồi, thì nhà đầu tư Mạnh Trần có câu hỏi với anh Du về xu hướng mua của ORS, chứng khoán Tiên Phong. ORS thì hiện tại nó vẫn là upcom ấy. Ngày xưa nó làm ăn cũng bê bết, nhưng mà sau đấy thì được ngân hàng Tiên Phong banh mua lại và chuyển nó thành công ty chứng khoán Tiên Phong, thì cái sự chuyển đổi của nó bắt đầu nó tích cực từ cuối 2020 và đến đầu 2021, giá bắt đầu nó vượt mệnh giá ấy. Mọi người thấy là từ khi lên sàn thì cổ phiếu nó bê bết ở dưới mệnh giá rất là lâu, và có những cái thời điểm mà về sâu nhất là còn về là có giá 1 cơ, giá 1, giá 2 ấy. Thì cái sự lột xác của cổ phiếu từ năm ngoái năm nay nó đến từ việc được Tiên Phong Bank mua lại, và ORS thì cũng bắt đầu phát hành để những cái trái phiếu cho tư vấn phát hành trái phiếu cho một số doanh nghiệp ấy. Còn về ngắn hạn thì hiện tại nó đang có hai cái đỉnh ở vùng 30 ấy, thì khi nào nó vượt đỉnh thì mọi người có thể cân nhắc mua được. Anh có thể cân nhắc mua được, thì cái mô hình của nó về ngắn hay trung hạn nó vẫn quá là tích cực. Mô hình về về trung hạn nó rất là tích cực, vì tính ra mức tăng từ năm ngoái năm nay nó tăng đâu đó khoảng 7 lần, 6-7 lần. Nếu mà tính sâu hơn thì nó có thể tăng đến gần 10 lần. Thì nó sẽ không phù hợp với những người mà đầu tư cơ bản lắm đâu, tại vì phải theo dõi cái báo cáo cơ bản của ORS, người đánh giá lại. Còn đây dù góc độ của đầu cơ thì có độ thật thôi, thì ít nhất phải đợi nó có tín hiệu nó vượt lại, cái phiên nào nó vượt lại cái vùng 30 thì có thể cân nhắc. Còn nếu không nó sẽ là cái trạng thái mà sideways. Nhưng mà nhìn cái trạng thái của ORS thì nó đang là cái trạng thái mà tích lũy để đi lên nhiều hơn, tại vì các cái đáy nó xây càng ngày càng cao hơn, và các cái đỉnh thì nó cũng đang nhích dần lên, các cái đỉnh sau nó vẫn hơi nhích cao đỉnh trước một chút. Nó là một cái vị thế mà một cái nêm đang hướng lên, thì nó đang là theo hướng tích cực cả ngắn lẫn trung hạn. Nhưng có điều là cái điểm mua mới nó sẽ chưa có. Và dù nhớ cổ phiếu này nhưng có cái thông tin kỳ vọng chuyển sàn ấy, thì nếu mà đầu cơ cổ phiếu này nên theo dõi cái thông tin đấy, thì mình có cái thời điểm mình quan sát để mình quyết định cái việc vào lệnh ấy. Nhưng cá nhân Dung nghĩ là hiện tại thì nên đợi thôi, vì nó đang sideways ở dưới đỉnh thì đợi tiếp thôi. Khi nào nó vượt đỉnh 30 thì có thể tiếp nhé. Còn cổ phiếu này nó đang còn ở upcom rất là lớn, đến trên đỉnh thì anh chị có thể trên đỉnh lượng ít thôi. Và mình cũng nên đọc kỹ lại cái báo cáo tài chính của doanh nghiệp, xem là cái việc tăng giá trong năm qua, cái kết quả kinh doanh nó có theo kịp không, để mình tránh bị mua ở những cổ phiếu mà nó tăng giá nó không có cơ bản nó support ấy. Còn cổ phiếu này thì xu hướng ngắn hay trung hạn nó đang là tích cực. Vâng, nhà đầu tư Quốc Nguyễn muốn hỏi anh Du về xu hướng của hai mã DDV và TDC ạ. DDV thì là một cổ phiếu mà thời gian vừa qua nó có cái câu chuyện đầu cơ quá mạnh, và nó không thực sự còn tính thị trường nữa. Phiếu này nó tăng rất nóng theo những cổ phiếu như BAI hay TGG, nó là cái hoạt động đầu cơ rất là mạnh, và các cổ phiếu nó bị trả rất là sâu. Thì quan điểm của Du, những cổ phiếu nào nó đã bị đầu cơ quá mạnh như này là mình không nên phán đoán lắm. Chết đinh như này thì nên xui thôi, còn rất khó phân tích. Nhưng mà nó đã có sự quá mạnh của cầu, những là tăng và giảm nó tốc, giảm
biên độ rất là lớn, trên 10% giá rung lên cổ phiếu này nó nặng thì, nếu mà nhìn phần mặt kỹ thuật hiện tại nó cái mô hình là để chết đinh cả, vì nó đi lên và nó đi và nó đang trong cái trào, rất khó để phân tích một cái tính đầu cơ của nó cao ấy, không có tính thị trường nữa. Cổ phiếu nào nữa không quên nhỉ? TDC anh ạ. À, TDC thì tốt, TDC thì kinh doanh hay là kỹ thuật thì đều tốt, kết quả kinh doanh nó tốt. Hôm nay là cổ phiếu cũng bắt đầu vượt đỉnh cái vùng đỉnh tích lũy. Thì nhìn cái trạng thái của nó, nếu mà nhìn ngắn hay trung hạn nó đều tích cực cả. Nếu mọi người nhìn rộng cái đồ thị ra thì cổ phiếu này có lẽ từ khi lên sàn đến giờ thì nó vẫn đang là trong chiều hướng đi lên thôi, nó không có gì tiêu cực cả. Và cổ phiếu nó bắt đầu bứt phá mạnh từ cái giai đoạn là cuối tháng 11 năm ngoái, khi nó vượt tất cả những cái đỉnh mà nó đã xây từ trước. Từ những cổ phiếu nó đã vượt những cái đỉnh mà nó xây cả chục năm, nó đã bị kẹp cả chục năm thì nó phá rất mạnh. Thì có điểm vui cổ phiếu này rất tích cực, hoàn toàn có thể mua mới được. Mà cái vùng tích lũy của nó thì không 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 dài đâu, tích lũy của nó tính ra đâu đó khoảng vài tuần, vài phát tạo một phần mặt thật lớn. Mà nếu mà nhìn rộng ra mà nhìn triển vọng của nó từ năm ngoái đến nay nó vẫn là một cái triển vọng tích cực, thì đã giúp biết đây là một trường hợp mà nên mua, vì nó không có đỉnh ở phía trước cả. Và thường những cổ phiếu nó đã vượt đỉnh mà không có đỉnh phía trước thì nó tăng rất là mạnh. Từ năm ngoái đến nay những cổ phiếu dạng này nó tăng rất là mạnh, thì phiên nay nó tăng trần, nếu mà phiên mai nó tăng tiếp thì cũng đành phải đợi thôi, tức là sau khi nó vượt thì nó thường có xu hướng nó tăng tiếp một phiên nữa, rồi sau đấy nó có thể điều chỉnh một hai phiên thì có thể canh những phiên điều chỉnh, nhưng mà mình cân nhắc để bảo lệnh. Và trạng thái của nó thì không có gì để chê ở lúc này, rất là đẹp cả ngắn hạn đến trung hạn, và nó đang là cái trạng thái mà không có đỉnh phía trước. Thanh khoản cũng rất là tốt, thanh khoản đó khoảng hơn 50 tỷ tham gia. Vâng. Tiếp theo là cùng chủ đề với cả TDC, thì em xin phép được gộp một số câu hỏi liên quan đến các cổ phiếu bất động sản. Cụ thể ở đây là về xu hướng cũng như là điểm mua cho các cổ phiếu như là IJC, Khang Điền, Nam Long hay là Nhà Từ Liêm ạ. IJC vẫn là một cái trạng thái mà nó vẫn có một cái rủi ro về vai đầu vai một chút. Nhưng mà hiện tại cái xác suất nó đang thấp dần đi thôi. Cái diễn biến của nó trong mấy phiên gần đây nó đang có vẻ tích cực hơn. Diễn biến trong một tuần qua nó đang có vẻ nhích lên và nó đang có vẻ muốn phá vỡ mô hình ban đầu bài. Thì cổ phiếu này nó sẽ phù hợp mua nếu mà chúng ta đặt một cái kỳ vọng nó phải vượt đỉnh, cái đỉnh của tháng 6 đâu đó khoảng quanh 33.3, thì lúc đấy nó sẽ thanh thoát hơn. Còn hiện tại nếu mà mua thì nó tương đối sát đỉnh, nó cách đỉnh đâu đó khoảng 7-8%, thì nó không phải là cái mô hình mà thường cán du sự thích chết đinh lắm. Và thường thì mình sẽ chấp nhận là nó vượt đỉnh, xong rồi mình sẽ tham gia khi nó vượt đỉnh. Còn ở cái trạng thái này nếu mua mà lên đến đỉnh nó dội ngược lại thì cái biên độ nó quá hẹp để mình chết đinh ý. Thứ hai là nếu mà mua xong nó dội ngược lại thì mình sẽ tương đối khó xử. Cái thanh khoản của nó hiện tại cũng tích cực trong khoảng vài tuần chạy đây, theo cái hướng là người mua nào đấy đang gom nhiều hơn là xả. Nếu mình nhìn các phiên tăng phiên giảm là người ta đang mua để cất đi nhiều hơn là để kéo xả thì không ngại lắm. Và tốt nhất là nên đợi vào đỉnh thôi. Cổ phiếu này nó cũng cùng họ với lại Vegamex với lại TDC với lại BCE, nên quan sát cả cổ phiếu trong nhóm. Cái BCE cũng rất là tích, cũng là trạng thái mà nó liên tiếp vào đỉnh đi lên, nhưng điều nó cũng hơi khó chết đinh một chút, tức là nó cũng tăng mạnh vài phiên mà nó dội ngược lại mất vài tuần. Nhìn chung cả họ nó đi lên thì cái xác suất nó đi lên nó bắt đầu có rồi, nhưng mà nên đợi khi nào nó vượt đỉnh hẳn thì mình chết đinh cho nó thoải mái. Bây giờ mua thì nó sẽ bị giới hạn cái kỳ vọng trong đầu. Còn cái diễn biến của nó trong hai tuần gần đây nó đang đỡ xấu hơn so với lại thời gian trước rồi, tức là nó đang thay đổi một chút về mặt bản chất và đang có cái kỳ vọng để tiến với đỉnh cũ, nhưng mà nên đợi để xem nó có vượt đỉnh không để mình đặt một cái kỳ vọng mới. Còn các trường hợp khác như Khang Điền Hau thì nó vẫn rất tích cực thôi, và cái điểm mua thì nó qua mất rồi. Điểm mua khi nó bắt đầu nó break lên khỏi cái vùng thì nó đã qua mất rồi, thôi với những ai nắm giữ. Còn mua mới thì nếu mà nó có những nhịp điều chỉnh ngược lại nó thì cân nhắc được. Bây giờ cái vùng hỗ trợ nó là vùng đỉnh cũ là vùng 2-2.5 ấy, để mua khi nó có những phiên điều chỉnh trong tuần tới, trong thời gian tới thì mình đặt những cái cắt lót này, nếu nó vỡ ngược thì 2 nó có thể tháo được. Và cái kỳ vọng nó thì không nên giới hạn, tại vì chỗ này nó không có đỉnh phía trước ấy. Mua và mình để chilling stop cho thị trường. Khang Điền thì được cái là những cái nhịp tăng nó rất là rõ, nhịp tăng nó rất là dài, những nhịp chết đinh theo nhịp sóng nó rất là dài, để mà chết đinh nó không bị những cái nhịp ngắn rích rắc như nhiều thứ khác. Chết đinh nó thì
thì cứ kinh nhẫn nắm giữ thì vẫn được, bởi vì nó không tăng quá nóng nhưng mà nó tăng rích rắc, mức độ biến động của nó những cái đợt điều chỉnh không mạnh, tạo lắc mạnh, cứ chọn thời điểm thấp mua và giữ thì vẫn ổn, và nó không có cái kháng cự ở phía trước cả. Tại Liêm nó cũng tương tự như thế, nhà Liêm thì nó đang ở trong vùng mua thôi, thì nó cũng đã break out được cái mô hình đi ngang khoảng một tháng rồi, thì bắt đầu đi lên. Cái dù đang đặt một cái kỳ vọng thì nó đâu đó khoảng 42, do nếu mà mình so với nhịp tăng trước, đây là một cái kỳ vọng mà mang tính ước lượng thôi, nó không phải là cái gì chính xác cả. Nhưng mà về mặt mô hình kỹ thuật thì nó rất là phù hợp để mua mới. Nhìn chung các phiếu ngành bất động sản đều đang rất tích cực. DG thế, DG mà có một cái quanh vùng 37-36 nhẹ, thì phiên mai phiên ngày kia nó có điều chỉnh để vùng 37-36 mới mua được. Thì cổ phiếu này khi mình đo mô hình thì mình cũng thấy là kỳ vọng nó đó khoảng 42 trong ngắn hạn, cũng có thể cân nhắc được. Nhìn chung là nó đều tích cực, nhất là những cổ phiếu bất động sản tầm trung, thì cái kỳ vọng về việc mà nới lỏng tiền tệ với lại lạm phát thấp thì nó vẫn là cái động lực thúc đẩy cái việc mua những tài sản, nhất là bất động sản để người ta nắm giữ. Và cái môi trường đấy là môi trường thuận lợi để các cổ phiếu bất động sản tăng giá, và nó cũng chỉ là cổ phiếu bất động sản tầm trung thôi, chứ còn cái cổ phiếu bất động sản lớn thì nó cũng tăng, thì nó cũng đã tăng trước đấy rồi, hầu hết là các cổ phiếu bất động sản tầm trung. Cái Nam Long thì nó đang khó nghĩ hơn, tại vì Nam Long thì nó thường không phù hợp với những người mua đuổi đâu, cái lần mua mà mua đuổi quá thì nó lại dính những nhịp điều chỉnh, và thường phải mua những cái vùng hỗ trợ khi nó điều chỉnh kinh giá, thì cổ phiếu này buộc phải đợi nó có nhịp điều chỉnh ở đấy thì người vào thôi, còn hiện tại nó lỡ một điểm mua, còn ai có thì nên tiếp tục giữ thôi. Và cái cách mà hay nhất là mình cứ để trailing stop bao nhiêu phần trăm từ vùng đỉnh xuống mình bán, còn không nên đoán đỉnh nữa, thì những cổ phiếu này nó không có đỉnh phía trước, nó sẽ đi lên những cái bốc giá mình có thể không tưởng, nhất là với những cổ phiếu mà chúng ta chứng kiến như DGC hay DGW hay là HDC mà liên tiếp đi lên không ngừng nghỉ. Tốt nhất là không nên đoán đỉnh và nên để cho lịch stop, rồi khi nào nó chứng lại nó sụt 7% hoặc 10% từ đỉnh thì chấp nhận là mình exit và mình để lại nó chạy thoải mái thị trường. Xin chuyển câu hỏi tiếp theo. Vâng, tiếp theo là một số câu hỏi về các cổ phiếu small cap hay là penny ạ. Cụ thể ở đây là một số cổ phiếu như là TSC, ART hay là TTF ạ. Và nhà đầu tư muốn hỏi anh Du về chiều mua của các cổ phiếu penny trên ạ. Giá các cổ phiếu penny thì nó phù hợp với lại đầu cơ đánh bạc thôi, còn phân tích thì nó hơi khó đấy. Mình thấy là cái kinh nghiệm dịch của mình trong nhiều năm qua, cái hồi mình mới dịch trên thị trường năm 2010 là cái hoạt động đầu cơ cổ phiếu penny nó mạnh nhất. Và sau đấy cũng chứng kiến rất nhiều cái câu chuyện nó thương tâm với nhiều khách hàng, bởi vì những cổ phiếu penny thì khi nó lên thì nó rất là nhanh, và khi nó xuống thì nó cũng kinh khủng, thường mất thanh khoản, thì rất khó để phân tích những cái trạng thái cổ phiếu mà nó quá nặng tính đầu cơ. Đấy là cái diễn biến của nó trong nhiều năm qua, nó rất là thất thường, nó có những nhịp tăng nó rất bất ngờ và những nhịp giảm thì nó rất là kinh khủng. Và hầu hết những người mà chết đi những cổ phiếu này thì phần lớn là mất tiền thôi, còn số người đem tiền về nhà thì rất là ít. Nên là tốt nhất là token thì không, mọi người cũng không nên cố để kiếm tiền những cổ phiếu nhỏ này đâu. Mình có thể chọn cổ phiếu nhỏ cũng được, ít nhất là mình phải chọn những cổ phiếu nào mà nó có câu chuyện nó thực sự rõ ràng và mình hiểu về cơ bản để mình chết đi. Còn cái trạng thái những cổ phiếu này thì quá nặng tính đầu cơ, vì nó giống hệt một cái gọi là zero sum game ấy. Vì bản chất trong doanh nghiệp nó không sản sinh ra dòng tiền để trả cổ tức cổ đông cả, mà chỉ có người này lãi người kia thôi. Như ví dụ như người giao dịch Hòa Phát hay Vinamilk hay FPT thì ngoài việc là lợi nhuận chúng ta có được từ việc người khác mua, thì doanh nghiệp người ta cũng sản xuất ra của cải vật chất, ra doanh thu lợi nhuận tốt và người ta chia cổ tức cho mình, thì doanh nghiệp nó sẽ tăng trưởng bền vững được. Còn nếu chúng ta chơi một cổ phiếu mà nó làm ăn bê bết mà nhiều năm nó không có cổ tức bằng tiền ấy, thì nó giống như một hoạt động mà chúng ta hoạt động đa cấp ấy, mà người này lãi sẽ là người kia lỗ, thì nó sẽ không phù hợp với lại cái quan điểm mà trading lâu dài lắm. Còn trading ngắn tức là mình tận dụng những nhịp tăng của nó thì hoàn toàn có thể được, còn nếu mà trading lâu dài trên một cái câu chuyện mà nó thường xuyên như này thì xác suất chúng ta mất tiền nó sẽ cao hơn, bởi vì những nhịp tăng của nó thì chúng ta sẽ không kiếm được đủ cái lợi nhuận từ đáy đến đỉnh đâu, không đủ niềm tin để giữ đâu. Nhưng mà có khi kẹp một lần mà lại giữ được từ đỉnh xuống đáy, tại vì nó không cho bán là một, thứ hai là sẽ bị cái tâm lý là bị neo mỏ neo ấy, tức là chúng ta đã từng thấy nó tăng mạnh chúng ta không dám bán. Tôi đã gặp rất nhiều cái trường hợp như thế rồi. Trường hợp TTF thì nó khác hơn một chút, là trường hợp mà trước đây nó cũng là một trường hợp mà làm ăn tốt, xong rồi khi mà nó gặp một cái biến cố là bị kiểm toán phát hiện hàng tồn kho nó biến mất ấy, nó bị thiệt hại, thì cổ phiếu rơi cả 40 về giá 10 năm 2016.
thì cái thương vụ đấy đã được xử lý xong rồi, và đến bây giờ thì nó vẫn xử lý chưa xử lý xong cái việc lỗ của cái quá trình 2016 đến giờ. Nhưng mà cổ phiếu nó có cái kỳ vọng mới vì được người ta thâu tóm để người ta thay đổi lại. Thật ra là ngắn hạn thì nó cũng có kỳ vọng mà nó cũng nặng tính đầu cơ đó. Thì nếu mà nhìn diễn biến của nó trong một tuần trở lại đây thì là tương đối tích cực, nếu mà nhìn theo cách mà dòng tiền nó đang vào là những cái phiên mua rất là quyết liệt, khối lượng lớn, và bán ra thì rất là ít, tức là có ai đấy đang tích lũy số lượng lớn. Thì cổ phiếu này nó hơi khó nghĩ một chút, thì nếu mà xét mặt cơ bản thì nó cũng đang rất là tệ và nó cũng đang âm vốn chủ sở hữu rất là nhiều ấy. Nhưng mà nó có cái kỳ vọng về việc phát hành mẻ rồi nó có mất những cái thì đầu cơ thì cũng được thôi. Nếu mà đầu cơ thì có thể cân nhắc mua khi nó vượt lại cái vùng đỉnh cũ đâu đó khoảng quanh giá 9 ấy, tại vì 8.8, tại vì nhiều lần nó lên đây nó bị dội ngược lại rất là mạnh rồi, mới thấy các cái cú dội lại rất là sâu rồi, 2-3 lần dội lại, thì nếu lần này nó vượt thì có thể là một cái cú vượt thật, tại vì nó có cái quá trình thu gom vài tuần nay, mà nó sẽ phù hợp với lại những người mà chấp nhận cái biên độ rủi ro rất là cao. Ví dụ như mua khi nó vượt thế thì mình sẽ để cho lãi nó chạy theo thị trường thôi. Những cổ phiếu đầu cơ thì thường rất khó để đoán đỉnh ngắn hạn của nó, khi nó đã đầu cơ thì nó rất là nóng, và mình chấp nhận một cái rủi ro khoảng như 10-15% hoặc là 20% mới nên chơi những cổ phiếu như này, thì cái rủi ro nó sẽ rất là lớn. Những cái cổ phiếu mà nó quá nặng tính đầu cơ, có điểm của Du thì nếu mà nó vượt giá quanh 88 thì chắc được, và nên chất định cái tỷ trọng nó vừa phải, và mình phải chấp nhận cái câu chuyện nó rủi ro hơn là những cổ phiếu khác, và đặt những cái kỳ vọng lợi nhuận là nó cứ chạy theo thị trường, nó không nên quá đoán đỉnh. Chơi những cổ phiếu đầu cơ mà có những mức lãi nó quá mỏng, theo đúng nguyên tắc là một người chốt lãi khoảng 10-15% người chốt, thì sau này nó chỉ cần một lần một người sai là nó có thể cướp của người mất 30-50% là chỉ 70% tài khoản. Thì có rất nhiều cổ phiếu Du đã từng chứng kiến là nó rơi một mạch, nó mất 70-80% giá trị nó mới có người mua. Ví dụ như TTF 2016 là một cái lần mà những ai mua ở vùng 40 chắc cũng sẽ nhớ suốt đời, 44 thì đấy là cái vùng đỉnh của nó, và nó rơi một mạch với giá 10 có thanh khoản, tức là rơi đâu đó khoảng 70% giá trị nó mới có thanh khoản này. Thì đấy là những rủi ro nếu chúng ta chơi nó nguy hiểm. Thì đấy cái quan điểm của Du. Vâng, nhà đầu tư Thật Thạch có câu hỏi với anh Du về tiềm năng của các cổ phiếu, một cổ phiếu ngân hàng là OCB và hai cổ phiếu còn lại liên quan đến hạ tầng và xây dựng là Fecon và CI ạ. OCB thì hiện tại trạng thái nó tích cực hơn với mặt bằng chung của các cổ phiếu ngành ngân hàng ấy. Thì dù sao nó cũng là cổ phiếu mà tiến được về đỉnh cũ tháng 6. Còn hầu hết các cổ phiếu ngành ngân hàng khác đang cách xa, rất là xa đỉnh. Thì nó khi nó tiến về vùng đỉnh thì nó sẽ xuất hiện cái kỳ vọng vượt đỉnh. Và cái việc nó bị thoái lui lại hai phiên gần đây nhất thì nó khối lượng nó tương đối nhỏ. Và mặc dù thì cái phiên tăng này có thể nó xuất phát từ cái việc mà ngày 15 tháng 10 nó xuất phát từ việc kỳ vọng OCB được vào cái rổ Diamond. Nhưng mà theo thông tin tôi đọc ngày hôm qua thì nó không được vào. Mặc dù Liên Việt Post bị loại thì người ta thêm Khang Điền Hao vào. Khang Điền Hao hôm nay nó cũng phản ứng tích cực với tin đấy. Còn OCB thì nhìn chung thì nó không bị phản ứng quá tiêu cực với lại cái tin đấy. Chúng ta phải đợi cái phiên ngày mai cái khối lượng lớn mua về với cái kỳ vọng được vào đây mình người ta phản ứng như nào. Nếu mà phiên ngày mai nó vẫn giữ đi ngang ấy, hoặc nó tăng nhẹ thì xác suất cao nó sẽ vượt đỉnh đi tiếp ấy. Bởi vì cái trạng thái nếu mà đã mua khối lượng lớn như này mà về mà bị thất vọng thì người ta sẽ bán rất là mạnh, chưa kể là chạm đỉnh nữa. Nhưng nếu ngược lại nó đi ngang mà nó không bị áp lực bán mạnh, tức là người ta mua vì một cái kỳ vọng khác chứ không phải vì vào đây mình, thì cái xác suất của nó vượt đỉnh thì vẫn còn. Nhưng mà nếu mà để mua mới tốt nhất là đợi nó phải vượt đỉnh, kể cả nó có điều chỉnh là 1-2 phiên mà nó có một phiên vượt đỉnh thì sẽ cân nhắc cái việc vào sau. Còn hiện tại nó đang hơn mặt bằng chung của các cũng giống như trạng thái BP thôi, tức là đang tiến sát đỉnh cũ và có cơ hội vượt. Thực sự nó còn khỏe hơn BP, nó khỏe rất nhiều với ngành ngân hàng khác, khỏe hơn cả tech, đó là trạng thái cũng được. Còn mua mới tốt nhất là đợi nó vượt đỉnh, thì mình không biết cái phản ứng của nó phiên ngày mai về khi mà cái lượng hàng người ta mua về cộng vào đây mình sẽ phản ứng như nào. Còn cổ phiếu nào nữa Nguyên nhỉ? Tiếp theo là Fecon và CII anh ạ. À, Fecon ra trạng thái nó cũng điều chỉnh bị mấy phiên nay thôi, nhưng mà nếu mà nhìn rộng ra nó không tích cực, như nó không bị tiêu cực như đám Hòa Bình hay là Linkuji đâu. Hòa Bình, Linkuji thì cái xác suất thoái lui nó nhìn nó quá rõ, nó xác suất thoái lui rất là cao. Còn như Fecon thì có vẻ như nó đang là retest lại cái vùng đỉnh đã vượt ở vùng quanh 15 thôi. Tại nó chưa quá tệ đâu. Nay nó có những lúc nó bị dội về
về giá 15 mà nó đi ngang được, lượng không không lớn, tức là nó giống đi test hơn là phân phối và đi xuống, tại vì cái khối lượng mua vào của phe con trong thời gian qua rất là tốt. Nếu là phân phối thì các phiên gần đây khối lượng bán phải lớn nếu người ta muốn bán ấy. Nếu người ta cứ liệt bán, ví dụ như nhìn gần đây nhất cái phiên mua ngày 6 tháng 10 là đâu đó khoảng gần 15 triệu. Nếu mà cái lượng này mà là cái lượng mà thu gom để mà đánh lên ấy, mà bị thất bại thì người ta sẽ bán quyết liệt mấy phiên gần đây, vì thực ra hiện tại người ta vẫn đang hòa thôi, mà nó không thấy khối lượng bị bán, tức là người ta vẫn có kỳ vọng nó còn đi lên. Và cái trạng thái phiên nay thì nó giống như một cái mà chạm mà nó cân bằng lại. Cái giúp cổ phiếu này nhìn nó vẫn còn tích cực hơn là những cổ phiếu như Hòa Bình hay là HHV hay là Lycosi ở trong ngành xây lắp ấy, nó đang bị thoái lui rất là tệ. Thì cái anh Dung nghĩ là với quan điểm phe con thì hoàn toàn có thể giữ tiếp, hoặc là mua mới thì nên đợi thêm một chút, tức là nếu mà các phiên sau mà khối lượng nó tăng, mà khối lượng nó tăng trở lại thì có thể mua được, tại vì cái trạng thái cổ phiếu này nó cũng rất là tích cực. Nếu mà nó đi lên tiếp thì nó còn mỗi kháng cự đâu đó khoảng canh quanh 19.x thôi, và tận 2017 thôi, nó không có kháng cự nào gần cả. Còn nếu mà xét từ từ tháng 4 năm ngoái đến năm nay thì nó không có kháng cự nào nữa, mà nếu mà xét lùi quá khứ nó sẽ có kháng cự ở năm 2017 quanh 19, nó vẫn là tích cực đấy. Tiếp được còn mua mới thì cũng có thể cân nhắc được. Còn trạng thái CI thì trạng thái này là một cái cổ phiếu mà lâu nay rất khó chốt định với dân chốt định. Rất nhiều người đã từng chốt định cổ phiếu này và không thể chốt định được. Cái cách giao dịch của nó rất là tệ. Cái diễn biến của nó nếu mà nhìn từ 2017 nay, mọi người thấy nó đang là một cái thoái trào đúng không ạ? Trước đây nó là một cái quá trình tăng rất là tốt từ 2011. Doanh nghiệp có nhiều lợi thế về BOT và quỹ đất ở Thủ Thiêm. Doanh nghiệp tăng rất là tốt, nhưng mà từ 2017 nay thì nó đang là thoái trào. Thì trung hạn nó đang rất là tệ, thì ngắn hạn thì các cái đợt tăng của nó rất là nhọn, tăng rất nhanh và nó lại trả lại rất là sâu, không phải là một trạng thái tăng trưởng. Tăng 10 thì nó giảm, nó chỉ giảm 4 năm để tạo đáy sâu hơn đáy trước, là nó tăng tiếp. Tôi thấy là ví dụ như từ tháng 10 năm ngoái đến nay nó tăng bao nhiêu, nó trả lại hết bấy nhiêu. Và những cái trạng thái mà cổ phiếu mà nhìn trung hạn nó còn tiêu cực như này thì hoàn toàn có những cái rủi ro nó còn phá đáy nó xuống tiếp, và ít nhất là đợi phải khi nào nó phải vượt cái cản chéo vùng đâu đó quanh vùng 2324, tức là vượt cái cản chéo trung hạn này này, với một người cân nhắc một cái cơ hội trading nó lớn hơn thì có vẻ phù hợp hơn. Thì lúc đấy nó sẽ thoát khỏi hẳn cái kênh giá giảm trung hạn và nó có cơ hội bước sang một cái kênh giá tăng mới. Còn cổ phiếu này cũng là một cổ phiếu rất là khó trading. Ngày xưa Du đã từng trading cổ phiếu này vài lần, và hầu hết là mình đem theo lỗ, nó đi lên và đoạn nó đi lên nó trading rất là khó. Cái cách trading của market maker nó có lẽ không phù hợp, người thấy các cái sóng lên của nó này. Nhưng mà chúng ta mua và lãi ít, chúng ta không bán đi, có những lúc nó trả lại có thể thành lỗ mới phải bán, là buộc phải bán ấy. Cái sóng tưởng chừng rất là đẹp và nó trả lại rất là nhanh, rất là ghê răng, trading nó tương mệt, hơi khó trading cho người mà trading ngắn. Và hiện tại nó không không có gì đẹp để mua cả. Có điểm là như là đợi phải nào nó phải vượt cái vượt là cái trung hạn từ 2017 đến nay, cơ hội nó do nó vẫn có thể tiềm ẩn do về lại đáy cũ hoặc là phá đáy nó vẫn còn nguyên. Vâng, nhà đầu tư Kevin muốn hỏi anh Du về xu hướng nắm giữ cho các cổ phiếu Pao, Dabaco với cả Gil ạ. Tao thì nó vẫn chưa có gì xấu cả, nó chỉ có mệt mỏi vì nó cứ tăng một nhịp thì nó lại tích lũy tương ứng với thời gian đấy thôi. Nhưng mà nếu mà nhìn diễn biến của nó từ tháng tháng 7 rồi, nó vẫn là diễn biến đi lên thôi. Thì anh Dung nghĩ là vẫn vẫn giữ được vì nó chưa có gì xấu. Và hiện tại nếu mà xét về mặt xu hướng thì cái kênh giá nó mới cao, hiện tại nó chưa bị vỡ ngược lại, là nó vẫn tích lũy ở trên cái kênh giá nó đang mới cao, nó chưa gì xấu, chẳng có kiên nhẫn đâu. Anh Dung nghĩ là cổ phiếu này nó phù hợp với đầu tư hay là trading. Nếu mà anh chị mua đầu tư thì có lẽ phù hợp hơn, còn trading ngắn thì sẽ cảm thấy mệt, hơi oải khi nhìn sang các nó tăng hàng ngày. Còn cái kỳ vọng nói thì các Du thấy là cái xác suất nó về lại 45 là có xác suất từ nay cuối năm ấy, thì nó phù hợp với lại hơn. Còn hiện tại giữ thì vẫn được, không có vấn đề gì thì đáng ngại cả. Còn các cổ phiếu khác ví dụ như Zinkimex thì cái diễn biến của nó trong vài tuần đây nó có vẻ nó hơi tiêu cực một chút, bởi các cái đỉnh sau nó đang dần thấp hơn và ở đáy sau nó thấp hơn ấy. Cái đáy của tháng 10 nó bắt đầu nó thấp hơn cái đáy của tháng 9 rồi. Về mặt lý thuyết thì nó đang bước vào một chu kỳ điều chỉnh rồi, điều chỉnh hoặc là suy giảm.
khi mà đỉnh sau thương đỉnh trước ở đấy, sau thương ở đấy trước, thì có điểm du nếu mà mua cổ phiếu này mới thì không nên mua nữa, tại vì nó đang đuối dần này, và cái thanh khoản của cái phiên bán ngày hôm qua rất là quyết liệt, có thể là ai đi đang thoát hàng rất là mạnh, khối lượng 1,5 triệu là gấp 3-4 lần ngày thường, gấp 4-5 lần trung bình, và giá giảm khoảng rất là mạnh. Thì quan điểm mua mới các anh Dũng không nên, mà nếu mà có thì nên bán thôi, bán thoát ra rồi. Thì xét theo trong mình kỹ thuật ngắn hạn thì nó cũng rất là tệ rồi. Còn trung hạn thì nó có kênh giá trung hạn 2020 này thì phải đợi thêm thôi. Nếu mà mua theo kiểu là mua ở các kênh giá trung hạn thì phải đợi thêm đâu đó cùng khoảng 5-6, 5-8 thì cân nhắc được cái việc mua nếu mà nó về đến phản ứng tốt. Còn hiện tại nó đang chơi vơi mà đang theo chiều hướng nó tụt xuống, thứ nhất là nên bán nó thôi. Cổ phiếu nào em nhỉ? Tiếp theo là nhà đầu tư Nghi Xuân muốn hỏi anh Du về xu hướng mua mới của BVH ạ. BVH thì nó giống như một bao á, nên mà nó bắt đầu tích cực trở lại từ ngày mai. Mô hình đồ thị của nó nếu mà trung hạn nó không tích cực, tức là nếu mà nhìn từ 2018 nay thì nó đi giảm. Còn nếu mà nhìn ngắn hạn thì từ tháng 7 đến giờ nó đang là cái xu hướng hồi phục rất là tốt, và nó hiện tại nó còn một cái kháng cự lớn, kháng cự đâu đó quanh 70 rồi tháng 1 ấy, thì nó là kháng cự đủ mạnh thôi. Các kháng cự hiện tại nó cũng đã chớm vượt qua rồi, thì cái Dung nghĩ là cái xác suất nó đi lên vùng 70 là tương đối cao đó, và nó vẫn phù hợp với lại những hai chiếc đinh cho tiểu ngũ. Hôm nay những tư vấn đầu tư cũng đưa ra khuyến nghị của BVH với cái kỳ vọng là 70, và mình chấp nhận cái mức cắt lỗ đâu đó quanh 58-59. Thì nếu mà xét trên một cái bài toán về cơ hội với rủi ro, thì giả sử như mua vùng giá hiện tại thì cái kỳ vọng đâu đó khoảng 10 giá và cái rủi ro đâu đó khoảng 2-3 giá, tức là chấp nhận được, vẫn có thể chấp định được. Nhưng mà đợt này nó tăng không mạnh ấy, tại vì BVH thì thường những đợt tăng mạnh thì nó sẽ có nước ngoài người ta mua, như các năm trước thì nó tăng rất là nhỏ, nhất là các QTS, nhưng đợt này các QTS thì họ không mua, họ hay bán ra. Trước đây thì BVH thường có những cái sóng tăng rất là mạnh nhờ dòng tiền của các quỹ ETF nước ngoài, thì cổ phiếu thanh khoản nó không nhiều và cái floating nó thấp ấy, làm ra là cái việc đi lên nó rất là dễ. Lần này nó không được mạnh như các năm trước, nó không có dòng tiền mạnh ETF, vì từ đầu năm đến ETF bán dòng rất nhiều và chỉ có đám đai mình thì mua nhiều thôi, hoặc không thì nhìn chung ấy, nếu mà đánh giá lại thì cái dung BVH thì vẫn thêm hướng tăng hơn là mua. Nếu mà cộng thêm cả cái yếu tố của nhóm ngành bảo hiểm theo trạng thái nó tích cực, thì có lẽ câu chuyện ngành nó đang là câu chuyện ngành nó tích cực dần lên, cái dung là mua nó hợp lý đâu, cái kỳ vọng của anh 70. Dạ vâng, nhà đầu tư Tương Phong muốn hỏi anh Du về quan điểm nắm giữ với cổ phiếu ASM. Cổ phiếu này hôm trước có anh chị nhà đầu tư hỏi trạng thái của ASM nó giống như trạng thái của phe con ấy, là nó vượt một cái đỉnh của ngắn hạn, đỉnh trung hạn, nhưng mà nó còn một cái đỉnh cũ, của ASM đâu đó khoảng 22. Thì hiện tại nó chưa có gì xấu đâu, nếu mà nhìn thì hôm trước nó hơi break nhẹ lên, không nó bị dội lại hai phiên ấy. Thì cái quá trình vượt của nó không dứt khoát lắm. Nhìn cái khối lượng thì các phiên tăng nó rất là tích cực, còn phiên giảm nó yếu. Thì hôm trước có một chị khách hàng hỏi thì mình Dung có phân tích cho mọi người là nếu mà chấp nhận được cái ván bài chúng ta mua ở đây để chết đinh, và chúng ta kỳ vọng một cái kỳ vọng nó về lại đỉnh cũ, và chúng ta chấp nhận một cái mức cắt lỗ mà khi nó vỡ ngược cái kênh giá đâu đó khoảng vùng 16 thì cũng vẫn chấp nhận được, tức là đâu đó rủi ro khoảng hơn 1 giá và cái kỳ vọng đâu đó khoảng 4-5 giá. Nhưng đấy là về mặt lý thuyết thôi, còn không biết là xác suất nó sẽ tiến theo trường nào. Nhưng mà hay là trong những cổ phiếu này thì hơn rất là cao, đưa cổ phiếu này cũng sóng sánh và có những cú nó lộn nhào rất là mạnh, và nó có những cái câu chuyện tích cực lắm, không phải là cổ phiếu mà thực sự là tốt mặt cơ bản để mình yên tâm để chế định. Nó nặng tính đầu cơ ấy, và cái rủi ro nó là rủi ro rất là cao ấy. Những người chấp nhận rủi ro do được vẫn chế định được thì có thể mua ở vùng hiện tại với kỳ vọng nó lên lại vùng đỉnh cũ của tháng 1 và chấp nhận cắt lỗ nếu nó vỡ 16. Thì xét trong nhóm ngành bất động sản thì nhìn chung là các phiếu bất động sản nó đều theo xu tích cực thôi, thì sớm hay muộn những cổ phiếu lớn đến nhỏ thì nó cũng sẽ hưởng ứng theo nhau thôi, qua cổ phiếu tăng trước hay tăng sau. Vâng, tiếp theo nhà đầu tư muốn hỏi anh Du về quan điểm mua gia tăng cho HAH và IDC ạ.
IDC à? IDICO á? Đúng rồi anh. IDC thì nếu mà chết đinh thì nó qua mất điểm mua tốt rồi. Điều này cái nhịp tăng rồi rất là mạnh. Tăng rồi từ 30 bây giờ lên 60 là tăng 100% trong trong giai đoạn 3 tháng qua rồi. Rất khó để mua đuổi một cổ phiếu mà nó tăng rất nhọn và dốc như này. Cái nhịp vừa rồi nó điều chỉnh một vài phiên nhưng nó lại ra thông tin về việc chuyển sàn với lại phát hành và chia nâng cổ tức bằng tiền ấy. Đấy là những cái phương án rất là tích cực cho thấy là doanh nghiệp đang đang có dòng tiền rất là tốt, không có áp lực về vốn. Cổ phiếu này buộc phải đợi nhưng nó có những cái nhịp điều chỉnh tích lũy để mua thôi. Còn hiện tại mua đuổi thì không nên, vì trạng thái nó tăng tiếp trong ngắn ngắn này thì nếu mà mua đuổi và chúng ta dính điều chỉnh nó tốt đấy mà và nó còn triển vọng tăng trong dài hạn này. Mà nếu chúng ta mua sai thì chúng ta sẽ chấp nhận lỗ trong ngắn hạn. Và nếu mà mua đầu tư mà nắm giữ lâu dài, nhiều người ta vẫn mua chấp nhận kẻ giá cao, người ta vẫn chấp nhận mua và người ta chấp nhận lỗ kẻ 20-30%. Nó khác. Còn chết đinh thì sẽ không mua những trường hợp mà nó đã tăng quá nóng thế này. Mình buộc phải đợi nó có một nhịp điều chỉnh tích lũy lại đâu đó khoảng 1-2 tuần để nó cân bằng lại, để thoải mái cân nhắc cái việc mua thì nó dễ hơn. Và bây giờ nó trạng thái của nó trong 3 tháng qua nó cũng nóng, và trạng thái trong 1 tuần qua nó cũng nóng, tuần qua nó tăng khoảng 5 phiên liên tiếp. Nên mua đuổi thì cái dùng là không nên mua, còn nếu có thì nên để trailing stop để mà cái nào nó chứng lại và lui 7-10% một thời thôi, rất tích cực tháng qua. Quan điểm của Du là không không nên mua. Ngoài IDC của chỗ nào em nhỉ? Dạ vâng, nhà đầu tư muốn biết thêm về xu hướng gia tăng của HH ạ. Đài Loan thì quan điểm của Du thì không nên mua mới, mặc dù cái xác suất vào đỉnh nó tương đối cao nhưng mà kẻ mua mới thì cái kỳ vọng của nó, nếu mà chúng ta tính về nó tương đương cái nhịp tăng của tháng tháng 8 ấy, thì đâu đó kỳ vọng nó chỉ quanh giá 80 thôi, 80, tức là nó không quá hấp dẫn để chúng ta mạo hiểm ở cái vùng giá 74 ấy đâu, 73 74 đâu đó khoảng 7-8% thì nó không tương do chúng ta phải gánh chịu. Chết đinh thì vẫn có xác suất lãi thôi, nhưng mà nó không không xứng đáng để chúng ta mạo hiểm, và như thế nó thành thói quen không tốt ấy. Cái cổ phiếu này nó sẽ phù hợp với những ai còn để chờ đợi cái kết quả quý ba ra để rút lời là chính thôi. Cá nhân là cá nhân mình cũng nhìn theo kết quả bảng và cái dạng đồ thị này, mình nghĩ là khó có cái tăng mạnh trong thời gian tới. Thì thực ra mọi người thấy là cái tăng mạnh nhất nó đã xảy ra rồi, tăng mạnh nhất là cái sóng tăng từ tháng 6 đến đầu tháng 7 và tháng đầu tháng 8 ấy. Còn các nhịp tăng như tăng tháng 8 rất là ngắn, tăng hiện tại nó cũng bấp bênh như thế thôi, đó khoảng 80 nó có áp lực lui chúng ta. Thế chết linh chết linh thì rất là khó để chết linh. Có điểm của Du thì nên, nếu có thì đang có thì nên giữ để đợi kết quả thứ ba ra để mình cân nhắc việc trước lời thôi, còn không nên mua mới mặc dù nó sẽ theo hướng nhích dần lên. Dạ vâng, em xin phép được hỏi câu hỏi cuối cùng của chương trình ngày hôm nay. Khi một số nhà đầu tư muốn hỏi anh Du về xu hướng của mã PAN ạ. PAN là cái trạng thái cổ phiếu mà nó cũng tương đối khó chết đinh cho những người mà mới, tại vì cái các nhịp tăng nó rất là mạnh và lúc mà nó đi xuống thì nó xuống rất là sâu, nó gần như trả lại hết những gì nó tăng. Cái giai đoạn tháng 1 vừa qua nó có nhịp tăng rất là tốt rồi nó trả lại rất là mạnh. Cái trạng thái của cổ phiếu trong trong vài tháng gần đây cái xu hướng nó không thực sự rõ rệt lắm, tức là nó là một trạng thái sideways trong một biên độ lớn đó. Nó đi lên và đi xuống co giật rất là mạnh, thế nên các nhịp tăng giảm rất là mạnh. Thì chết đinh thì vẫn chết đinh được thôi, nhưng mà hơi khó chết đinh nếu mà nó chưa phải là trạng thái tăng trung hạn. Nó đang trạng thái sideways như này thì chết đinh rất là khó để tốt. Là như PAN thực ra gần đây các cổ đông lớn người ta đang bán ấy, thì quan sát thêm thôi. Nếu mà sau này nó phá được cái kênh giá trung hạn ấy, kênh giá giảm tính từ 2017-18 đến nay, là cái kênh giá Du kể trên màn hình ấy. Nếu nó phá được cái kênh giá này có thể mình có kỳ vọng tham gia rõ rệt hơn, và hiện tại nó đang rất là sát rồi. Lúc đó vượt lại cái vùng giá quanh 33, 34 thì có thể cân nhắc, ở đó vùng 33 thì có thể cân nhắc cái việc mà tham gia, tại vì nếu mà vượt thì nó cũng sẽ vượt cái đỉnh giá vào tháng 8 33 đấy, thì nó cứ vượt một cái nến nó vượt hẳn lên như này thì nó cần, và khối lượng ngày xưa nó không nhỏ, nó không lớn, khối lượng nó rất là bé so với hiện tại này. Thì cái xác suất vượt nếu mà nó đi lên tiếp thì nó sẽ rất dễ để vượt, nó không bị cái trạng thái kẹt hàng đấy rất là nhiều. Thì cá dung nghĩa trạng thái của PAN ngắn hạn hiện tại nó không không có điểm mua mới, ít nhất là phải đợi khi nó vượt giá 33 thì mua mới được, đấy nó sẽ thoát khỏi cái kênh giá giảm trung hạn mà nó có thể bước vào một tăng mức. Thì dù sao nó có những cái kỳ vọng về những công ty mà ngành lương thực thực phẩm,
sẽ tiếp tục, và nhu cầu của trường quốc tế nó đang lớn ấy, thì của phía Japan thì có những mảng kinh doanh về lương thực thực phẩm rất là tốt ấy. Và ngắn hạn nó đang áp lực thoái vốn của nước ngoài và đang giảm giá hai phiên này, thì đợi cái quá trình thoái vốn này nó xảy ra xong ấy, thì thường nếu mà các cổ đông lớn thoái vốn mà sau đấy nó hay tăng giá thì nó cho thấy là các cổ đông mới vào người ta có tiềm lực tài chính tốt hơn, và người ta có những cái kỳ vọng nó thường là người mới người ta sẽ có những kỳ vọng mới nó cao hơn, người ta chấp nhận mua ở giá này, thì phải đợi cái hoạt động bán của nước ngoài nó của tổ chức nước ngoài đang thoái vốn dừng lại và có tăng vượt 1.3 thì mới cân nhắc. Còn nếu như giờ chúng ta mua thì gần như là hên xui thôi, tức là chúng ta đang vét cho kịch bản là cái người mua sẽ đẩy phiếu đi lên, nhưng biết đâu lại suy giảm như cái nhịp của tháng 8 đúng không ạ? Đấy đang lên rất là tốt, nó cái nhịp suy giảm tương đối mạnh. Đâu đó khoảng 20 hơn 20%. Giá dung kia của 333 thậm chí là nếu mai kiên nhẫn hơn nữa cả hàng kia tháng 1 đấy thì cái triển vọng đi lên nó sẽ không bị giới hạn, vượt vùng 35 đấy cái triển vọng đi lên nó sẽ không bị giới hạn trong đầu và nó sẽ thanh thoát hơn. Còn hiện tại thì không nên mới ở cái thời điểm mà đang tranh tối tranh sáng và đang thiên về do như này. Dạ vâng, em xin cảm ơn phần trả lời của anh Du và câu trả lời về PAN vừa rồi cũng là kết thúc lại phần hỏi đáp với cả chuyên gia cho buổi nhịp đập thị trường ngày hôm nay của VN Direct ạ. Với những câu hỏi chưa được trả lời trong ngày hôm nay thì em xin phép được để lại đường link của trung tâm tư vấn ở trong chat để các anh chị có thể tiện sử dụng đường link này để các chuyên gia VN Direct có thể giúp các anh chị giải đáp những cái thắc mắc cũng như là những câu hỏi về cơ hội đầu tư chưa được trả lời trong ngày hôm nay ạ. Và trước khi được kết thúc chương trình thì em cũng xin phép được giới thiệu về những cái khóa học hiện tại của VN Direct dành cho nhà đầu tư. Thì khóa học thứ nhất như em đã nói ở đầu chương trình đó là khóa học trực tuyến Digo Ditrade, và các anh chị có thể nhận được cái chứng chỉ đào tạo Trader Pro giúp mình có thể nâng cao cái khả năng giao dịch cũng như là tìm kiếm những cái cơ hội giao dịch ở trên thị trường hiện nay. Khóa học đã khai giảng rồi và em xin phép được để đường link ở phần chat để các anh chị có thể tiện theo dõi cũng như là tìm hiểu thêm về khóa học. Thứ hai nữa là các khóa học khác hiện nay của VN Direct dành cho các nhà đầu tư tùy thuộc theo khẩu vị rủi ro cũng như là sở thích của nhà đầu tư. Thứ nhất đó là khóa Digo Life, là khóa về con đường sức khỏe tài chính và an tâm đầu tư, giúp nhà đầu tư có thể hoạch định tài chính cá nhân với tháp tài sản. Khóa thứ hai là khóa đầu tư cổ phiếu Digo Distock, giúp các nhà đầu tư có thể tự tin tìm kiếm những cái cơ hội đầu tư bằng cái khả năng của chính mình. Thứ ba là khóa phá vỡ rào cản đầu tư chứng khoán, giúp trang bị kiến thức cơ bản về thị trường chứng khoán cũng như là giúp các nhà đầu tư có thể tự tin để ra được những cái quyết định đầu tư cá nhân của mình. Và khóa cuối cùng là khóa hoạch định tài chính và quản lý tài sản, để các nhà đầu tư có thể có các cái công cụ quản lý tài chính và cái tư duy đầu tư được hệ thống. Trong thị trường hiện nay thì các anh chị quan tâm có thể dùng điện thoại để quét cái mã QR code ở bên góc bên phải màn hình hiện tại, ở trên màn hình như em đang chiếu ở đây, để có thể tìm hiểu thêm các khóa học ạ. Dạ vâng, xin cảm ơn rất nhiều các anh chị nhà đầu tư của VN Direct đã tham gia với chương trình nhịp đập thị trường ngày 19 tháng 10 ngày hôm nay. Và em cũng xin cảm ơn anh Du, chuyên gia của VN Direct đã tham gia đồng hành cùng với chúng ta, giúp các nhà đầu tư trả lời được những cái thắc mắc và những cái câu hỏi cũng như là tìm kiếm những cái cơ hội đầu tư mới trên thị trường. Em xin kết thúc buổi nhịp đập thị trường ngày hôm nay ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.